chào đón toàn thể các bạn đang quay trở lại với vòng chung kết của chương trình truyền hình thực tế đầu tiên của Free Fire Việt Nam với tên gọi Đảo Sinh Tồn. Và tất cả các bạn là 15 chiến binh xuất sắc nhất còn tồn tại ở trên đảo Sinh Tồn. Các bạn có thể cho thầy Beo cùng với tất cả mọi người được biết cảm xúc của các bạn lúc này là như thế nào không ạ? Ngô Đình Nam, chiến thuật của bạn tại vòng chung kết lần này là gì? Chiến thuật mà của bọn em bây giờ không còn là giải thưởng nữa rồi mà là không cho được các đội khác lấy giải thưởng ạ. GC, em cũng là một cô gái, một chiến binh rất là mạnh mẽ trong 3 tập phát sóng vừa rồi, là một cái tên cũng được mọi người réo gọi rất là nhiều. Thì đến với vòng chung kết này, em đã có những sự chuẩn bị như thế nào về cả trí lực lẫn thể lực? Em nghĩ là em có hết rồi nên em không cần phải chuẩn bị gì hết. Bác Gấu nghe xong sự chia sẻ của các bạn trẻ tuổi hơn mình thì là một người dày dặn kinh nghiệm hơn trên trường đời, thì bác Gấu có những cảm xúc như thế nào ạ? Mình nghĩ rằng cả 15 người đến đây để tham gia trận chung kết lần này thì mình nghĩ rằng không còn gì để mất rồi, và tất cả đều cố gắng giành giải thưởng cả. Nhưng mà team của mình thì đã chuẩn bị chi tiền hết rồi, chim cương hết rồi. Và có bóng 1,5 triệu kim cương đang chờ đón tất cả chúng ta. Đội vàng ơi, đội trưởng của mình là ai và các bạn mang đến vòng chung kết với một slogan gì ạ? Thành viên bên mình là có bộ máy trí óc, đó chính là Lão Gió. Có một nam thần điện trai, đó là Tigamin. Cô bé năng nổ, đó là Chise. Và một người không thể cản bước được, đó chính là Magamin. Và người cuối cùng đội trưởng là mình, là AS Mobile. Mình đội trưởng thôi, không có gì hết. Ở trong các tập trước ấy, thì mình lại không có cùng team với bất kỳ ai cả. Chắc là sẽ hòa nhập dần dần thôi. Tigamin thì có thể lực. Ngoài ra thì Chise thì bạn ấy rất là chiến, mặc dù là bạn ấy là nữ nhưng mà gọi là mình nói không ngoa thì có thể là bạn ấy giống như kiểu một người đàn ông luôn ấy. Em cảm thấy mình rất là hừng hực sức sống ạ. Em thấy ở team em bao gồm đầy đủ cả về thể chất lẫn trí thông minh. Đội của bạn tên gì ạ? Team con vịt, đến là vịt. Yeah! Một lần nữa chào mừng đội vàng đến với vòng chung kết của đảo Sinh Tồn. Và bây giờ xin được phép gặp gỡ đội xanh. Mình là đội trưởng của team xanh. Đội xanh của chúng tôi tên là team bánh bèo. Đây là học bổm, chắc tất cả các bạn biết rồi. Người đã rất là gian nan để vượt qua tới trận chung kết và anh ấy không còn gì để mất nữa rồi. Đây là Đức Bổm. Tuy team tôi 2 bổm nhưng mà không có bổm đâu nha. Đây là một chiến binh giành tất phần thắng trong tất cả các cuộc chơi. Còn đây là Mành thì mới vượt qua vòng playoff nhưng mà sức trẻ đang rất là nhiệt huyết. Còn đây là Hà Thảo Linh, cô gái duy nhất và đầu tiên ở trong team của tôi. Slogan của đội mình đâu à? Team bánh bèo, tức là bèo. Thế là mình cảm nhận vào chung kết là mình là một người gọi là may mắn. Xứng đáng sao mà điên mà xứng đáng. Điên nghe là tụi nó xứng đáng. Và tới đây là xứng đáng. Thế là mình được vào chung kết này là một phần là mình thi đấu gọi là nhiệt huyết ở trong các vòng đấu. Đấy, thể lực sức mạnh thì cái đấy không phải bàn rồi. Thế nên mình không ngã một ai. Sau 3 tập phát sóng với rất là nhiều comment trái chiều giữa việc mình nói anh học mõm thì mình nghĩ là các bạn phải thực sự ở trong cuộc chiến các bạn mới biết được thực lực của người ta như thế nào. Câu chuyện học mõm cũng như là Hà Thảo Linh hiện tại cái tình cảm nó không tốt. Thì mình mong khi mà đã làm việc cùng một team thì họ phải hòa đồng cùng nhau. Và đội cuối cùng xin mời, đội tím. Dạ xin kính thưa quý vị khán giả, tất cả những anh em ekip cũng như là anh dẫn chương trình. Em là Siro, đội trưởng team tím. Và team của em có một cái tên vô cùng mỹ miều là Đập Xiết ạ. Và đây là các thành viên của team em: Ruby, Nam, Tiền Su và Melody. Cuối cùng là em, một người không nói trợ gì hết. Và slogan của team em là: sau có khúc, người có lúc, bá vô đây mà nút. Em cảm thấy khá là vui tại vì được chung team với anh Go. Thì tụi em cũng là anh em một nhà với nhau. Có lẽ là trong cái đảo Sinh Tồn này thì em với Ruby có lẽ hai người kết hợp ăn ý nhất thôi. Khi mà mình bước vào cái team màu tím này thì mình thấy rất là vui, tại vì tất cả anh chị đều thân thiện với nhau. Thà là mình vào một cái team mà chưa từng quen biết chứ đừng có vào cái team mà có người mình ghét khó chịu lắm mọi người. Việc mà team em có 3 thành viên lại chung team với nhau thì bọn em nghĩ là bọn em sẽ rất là ăn ý và rất là tự tin ở trong vòng chung kết. Đặc biệt hơn là bọn em lại trở về với khăn màu tím, màu của sự chiến thắng. Ngô Đình Nam hãy thể hiện cái sự nguy hiểm của đội mình cho các đội bạn đi ạ. Mày quay bắt về em nha. Rồi tất cả các máy quay. Tất cả nha. Rất là nguy hiểm. Mọi người thấy nguy hiểm chưa? Quá trời nguy hiểm. Vì mình là người được cứu lại từ boss bình chọn
mình hứa với các bạn mình sẽ mang tới chiến thắng cho các bạn. Em thấy team tím đáng gờm hơn, tại vì em thấy team tím chơi sạch nhưng mà họ chơi một cách rất là thông minh và có chiến lược. Còn team xanh thì chơi hơi không sạch tí là sẽ dễ bị trời phạt. Tuy về thể lực thì có thể là sẽ yếu hơn hai team kia, bù vào đó thì sẽ có nhiều trí tài hơn. Team của Bá Gấu là team yếu nhất, đơn giản là vì mình đã từng là đồng đội của một vài thành viên trong team Bá Gấu rồi. Trong tất cả các trò chơi này thì mình nghĩ rằng thể lực nhiều hơn, mình nghĩ là team mình sẽ chiến thắng. Tôi không phải là một người đội trưởng bất tài ở đâu, tôi xin mang chiến thắng về cho team của mình. Một lần nữa chúc mừng tất cả các bạn đã trở thành những chiến binh xuất sắc nhất tại vòng chung kết Đảo Sinh Tồn, và các bạn hãy nhớ rằng các thử thách tại vòng chung kết thậm chí sẽ còn khó khăn hơn rất rất nhiều lần. Và các bạn ơi, chúng ta đến Đảo Sinh Tồn vòng chung kết với tinh thần gì ạ? Chiến thắng chắc. Yeah! Vậy là 15 chiến binh xuất sắc nhất của Đảo Sinh Tồn đã có mặt tại vòng chung kết, chia thành 3 đội: team bánh bèo, team dẹp xiếc, team con vịt. Liệu đội nào sẽ chinh phục được kho báu 1,5 triệu kim cương? Xin được chào đón toàn thể các bạn đang đến với thử thách đầu tiên tại vòng chung kết Đảo Sinh Tồn với tên gọi Khoảnh Khắc Booyah. Tất cả chúng ta sẽ có những bức ảnh chụp liên tục trên bục và chúng ta hãy đảm bảo được hai điều kiện. Thứ nhất là tất cả các thành viên của chúng ta trong đội đều có mặt ở trong khung hình này với một nụ cười thật tươi. Song song với đó, các bạn có quyền cản bước thành viên của các đội khác để họ không xuất hiện trong khung hình. Đội nào hoàn thành được thử thách này sẽ có được một đặc quyền rất lớn trong cuộc đua ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ tiết lộ điều đó là gì ngay sau thử thách. Các bạn đã sẵn sàng với thử thách đầu tiên chưa ạ? Sẵn sàng! 10, 9, 8, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Team mình có hai bạn nữ khá là lùn, cho nên là mình quyết định là mình một tay thì cản các đội còn lại, còn một tay thì mình đưa tiền xu lên. 3, 2, 1, Ok rồi. Ai đây thấy được con mắt với cái mũi của Linh rồi. Em cũng cười nhưng bị che mất rồi. À, vậy mình cẩn thận các động tác tay của mình ha. Đừng che đồng đội nha. Ừ luôn nè. Rồi, hy vọng các bạn. Rồi đó, thấy cái tay của GC cầm đầu em không? Em đứng trước. Em lùng quá. Em đứng trước đi. Em đứng trước đi. Bế đi, ai bế em đi. Để anh đẩy cho nó ra. Mà nó đẩy ghê lắm. Đẩy ghê lắm. Bây giờ team mình á phải bảo kê hai bạn nữ. Cứ để cho nó lên xong mỗi đứa mình bà lên vai một thằng. Bắn, em sẽ bắn một mở. Em đứng giữa em vậy, không ai đẩy được em hết á. Mọi người cứ đứng trước em cũng được, chứ phía sau nó cũng sợ ngã mà, nó đâu có ấy đâu. Em ngày em tự cho người nó luôn. Lượt chụp thứ hai bắt đầu. 10, 9, lên đây. Team của mình chiến thuật rất là rõ ràng, tức là chia ra mỗi người một góc đứng, và Mai Gaming là người nhỏ nhất sẽ chịu trách nhiệm là đứng phía trước ở giữa, và khi mà tiếng đếm tới 2 một cái, tất cả mọi người sẽ đập vào cái góc và nhảy lên. Ba, hai, một. Ta bám vài bá gấu sao ta che mặt luôn không? Anh mèo cho cuộc rõ mặt em rồi. Lượt này thì lại thấy ngôi đình nam rõ nhất nè. Ê, nãy ai mới kéo quần em á anh hồi, em mới vô tụ quần. Em bị trật nhịp hay sao không thấy em luôn, em cao mà. 1, 2, 3. Có răng nè, có răng nè, có răng. Chị xe bị che mất cầm rồi. Bác gấu là bị ngôi đình nam chơi nè. Còn hồng bổng không thấy luôn kìa. Hồng bổng không thấy luôn, mạnh ok. Liên ngược rồi. 3 người ok nè. À, 3 người rồi. Lượt chụp ảnh tiếp theo bắt đầu. 4, lên nhanh. Thôi mày 3, 2. Đội tiếng full luôn.
vẫn là 4 tiếc thế nhờ. Tím đúng kiểu ảnh gia đình luôn ý. 4 gương mặt thiếu mành. Ồ, mành bị che mất rồi. Và các bạn thân mến, như vậy thì đội xếp thứ nhất trong thử thách khoảnh khắc Buja chính là đội tím. Chúng ta vẫn tiếp tục tìm ra đội đứng thứ hai và thứ ba trong khoảnh khắc này. Và ngay sau đây sẽ là lượt chơi của đội xanh và đội vàng. Bắt đầu! Giữ chặt đi! Giữ chặt, giữ chặt! Ôi kìa! Lên lên! 3 Lên lên! 2 1 trong thử thách khoảnh khắc Buja. Chúc mừng đội vàng, đồng nghĩa với việc đội xanh của chúng ta đã về ở vị trí số 3. Do mình nhảy sai nhịp ở cái trận cuối cùng, mà thẳng ra là mới đến số 3 là mình đã nhảy rồi, cho nên là nó bị hụt tới số 1. Không thấy mình trong ảnh thì đội mobile xô mình xuống, mình chạy lại mình nhảy lên không kịp. 4 người căn rất là chuẩn rồi, AS nhảy cũng rất là chuẩn rồi, nhưng mà có vẻ như anh bấm máy ảnh nhưng hơi lệch một tí, nên là cái khung hình đấy nó bị mất. Cái lúc mà 3, 2, 1 đưa lên em xuống rồi mà anh máy ảnh anh đó, thế là đâu thấy em đâu. Trong ngày hôm nay thì tất cả chúng ta sẽ phải cùng nhau vượt qua 5 thử thách đến từ ban tổ chức. Và ở mỗi thử thách này, các đội chơi sẽ vượt qua và mang về cho mình những mảnh ghép khổng lồ. Sau 5 thử thách, các đội sẽ phải lút về được 5 mảnh ghép để ghép nên một bức tranh tại đỉnh núi Thiên, cùng với sự xuất hiện của tất cả 5 thành viên trong đội của mình. Và tất cả các đội đều đã vượt qua thử thách đầu tiên của chúng ta, đồng nghĩa với việc tất cả các đội đều mang về được cho mình mảnh ghép đầu tiên trong đảo sinh tồn ngày hôm nay. Và đây chính là mảnh ghép khổng lồ đầu tiên của cả 3 đội. Các bạn sẽ phải luôn mang theo nó trong suốt hành trình chinh phục các thử thách ngày hôm nay ạ. Nhớ mang theo nha. Và các bạn thân mến, một điều nữa tôi cực kỳ lưu ý với tất cả chúng ta là trên đoạn đường đến đỉnh núi Thiên, chúng ta sẽ có rất nhiều những manh mối. Các bạn hãy thu thập những manh mối có màu sắc của đội của mình, vì trong này sẽ có rất nhiều những bí mật và có thể sẽ là những gợi ý giúp cho các bạn sẽ vượt qua được những thử thách một cách sớm nhất. Sau kết quả của thử thách đầu tiên, đội tím chúng ta sẽ được xuất phát đến chặng thử thách tiếp theo đầu tiên, và đội vàng sẽ được xuất phát ngay sau đó 5 phút. Sau 5 phút tiếp theo sẽ tiếp tục là đội xanh. Và các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng để chinh phục kho báu 1,5 triệu kim cương tại vòng chung kết của đảo sinh tồn chưa ạ? Sẵn sàng. Tất cả chúng ta đến đây với tinh thần gì nào? Chiến thật chắc. Yeah. Kết thúc thử thách khoảnh khắc Buja, team Dạp Xiếc giành lợi thế xuất phát đầu tiên, tiếp đó là team Con Vịt, team Bánh Bèo sẽ là đội xuất phát cuối cùng. Bây giờ là mình đi trước, mình đã định. Ok. Ok. Okay. Chơi dương. 1, 2, 3. Yeah. Yeah. Chơi dương. Chơi dương. Để ý trên cây nha. Để trên cây dưới đất hả mọi người? Đó đó, màu tím, màu tím. À đây đây. Mèo tinh mắt như vậy. Mèo tinh mắt ấy. Ui. Được 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 được. Very good. Giữ lại, giữ lại. Ủa sao màu tím mình mọi khó người, thế? Anh nói xong đưa mình luôn nha. Đây 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 đây. Yeah. Đưa đưa cho mèo hết đi, đưa cho mèo hết đi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đi. Bang bang. Ai có sức bền thì chạy trước đi. Thay nhau đi. Mối. Tí manh mối mọi người ơi. Thấy 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 một cái kìa, vàng kìa, vàng kìa. Lớn. Mở đi, vừa đi vừa mở luôn đi. Toàn xanh à? Lỗi đấy. Hay có cái nào tim mình bị giấu không ta? Hay là thế. Cho anh xem manh mối hôm nào. Đây anh đang lỗ. Lâu hết. Nó cởi hơi lâu nhá. Gắn hết. Giời. Đây 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 đây. Xàm ghê. Trong này có một cái này. Ủa ơi sao mình xả thế nhỉ? Hay. Rồi, đi luôn mọi người, đi luôn đi. Đi 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 đi. Bước đầu lên. Nhắc nhau. Let's go. Yo yo. Get go, get go, get go, get go, get go. Để ý xung quanh mọi người ơi, để ý xung quanh nha. Đi 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 trước ơi, anh đi sau anh giờ. Kìa kìa kìa, màu xanh kìa. Xanh đâu? Kìa kìa. Ai ca ca lấy một. Cái cây ở mỏm đây. Màu xanh nữa kìa bên phải. Trước mặt. Ồ, treo trên góc cây. Cẩn thận nha Đức. Treo ở trên đấy, không phải ở dưới đâu. Đây đây, đây anh tưởng. Đứng đi trước đi em. Đi em đi trước đi. Ấy mảnh ghép kìa. Đó. Ồ, NVC mọi người. Là anh NVC làm ca sĩ phải không? Chặng thử thách số 2 với tên gọi Tâm đầu ý hợp
tại đây, 5 người chơi sẽ phải xếp thành một hàng dọc. Họ sẽ bị bịt mắt và truyền bột cho đồng đội ở phía sau để đổ vào thùng tích lũy. Các đội chơi phải đổ bột đến vạch quy định để hoàn thành thử thách và nhận được mảnh ghép thứ hai. Rồi, anh em ơi, đứng nghe hàng rồi, đứng nghe hàng. Năm ơi. Rồi. Chừng nào tới nói nha. Cảm nhận ấy của anh nè, cảm nhận cái dĩa của anh nè. Rồi, những thử thách trước em chơi sạch quá, nên là đợt này em phải chơi dơ hơn xíu. Thử thách trước thì em phải chơi dơ, lần này em phải chơi sạch lại. Nhiều nha. Rồi. Xuống. Rồi, ok. À, tiền. Nhìn lên. Ôi, chưa tiền ơi. Từ từ mới đổ. Xong rồi. Thì Ngô Đình Nam là người bị đổ ra nhiều nhất. Tại vì anh chàng tầng với ngay đúng cái mũ của mình, xong rồi đổ vào mũ hết luôn. Có nghĩa là cái đĩa của bạn đụng vào đây, thì em tưởng đây là cái đĩa, thì em sẽ đổ lên đây. Rồi, anh đụng cái đầu em đi, đụng cái đầu lên. Được chưa? Rồi. Rồi, hết rồi, vô. Rồi. Thật tiếc khi phải nói với các bạn là tôi đã mất đi một mảnh ghép rồi. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh. Đây. Team Dạp Xiếc đã vượt qua chặng 2 một cách nhanh chóng. Trong khi đó, team Bánh Bèo đã bắt kịp team Con Vịt để cùng thực hiện thử thách tâm đầu ý hợp. Rồi, đưa lên. Rồi, đây. Đổ đi. Với cái thử thách truyền bột á, mình thấy là nó thật sự dễ dàng. Đổ tiếp. Rồi, đổ. Rồi, nhận nè. Cho Nguyễn mà nó làm nhiều bột quá, người ta làm chừng ít à. Bưng lên vậy nè, cả đống bột luôn, nhìn cái thau bột mà nhìn khủng luôn á. Đổ lên đầu nè, bây giờ nè, nhìn đầu mình giang khề chứ luôn nè. Nhận nè. Rồi, từ nha. Nào, đưa. Đưa này. Rồi, đổ này. Ok chưa? Rồi, đổ tiếp đi các. Hết luôn nha. Rồi, hết rồi. Rồi. Hết chưa? Hết chưa anh đổ? Tốc độ đi em. Đây. Rồi, ok. Đúng đi anh, từ. Má bò. Đây, em đưa cho Đức. Đây. Đổ đồ nào. Đây, Đức ơi. Từ, em ơi, lên đâu. Khi nào kêu đổ lên đâu. Dạ. Nhận gió. Nhận. Liên tục. Hết bột. Xong chưa? Nhận. Ok. Hết bột. Hết bột à? Anh cũng thấy hình như là tay mình nhiều bột lắm. Ui vãi. Trời ơi, người chị bột không luôn. Chúc mừng đội vàng. À, tôi cũng tiếc quá. Tôi mất thêm miếng nữa rồi. Đi thôi. Yeah, cả nhà. Đi thôi. Go, let's go. Đổ ra hoài hết nha. Anh Gấu xong chưa? Không sao, nó nhiều quá, Rồi. Rồi, Đức xong chưa, Từ, em ơi. Đi anh đây. Từ. Anh thấp quá. Đâu, Đức xong chưa? Ủa, chắc vào hết người em rồi. Vừa mới vào bóng chung kết thôi, mình đã cảm thấy rất là khó khăn rồi. Mình nghĩ là khó khăn chắc là do... Do gì đấy, mình không biết anh. Anh học, anh ấy vẫn luôn nói những cái điều rất là tốt với anh ấy. Ví dụ như anh ấy nói anh ấy có thể lực tốt, khả năng trí tuệ gì đó tốt. Thế thì thôi, nói được làm được. Thì mình sẽ chứng minh cho bạn Hà Thơ Linh thấy mình là người đồng đội tốt và mình là một người có năng lực. Vai. Này. Từ Đức ơi, từ nha. Chú đầy. Nhiều lên. Được chưa, Đức ơi? Em đứng này. Rồi. Go. Kiểm tra thùng ơi em. Ok rồi. Ok, lấy bánh đi luôn em ơi. Chúc mừng đội xanh. Nhanh nào các bạn ơi. Ban đầu khởi điểm khá là khó khăn cho team của tụi em vì tụi em khởi đầu là chậm nhất. Sau chặng 2, team Dạp Xiếc vẫn tiếp tục dẫn đầu cuộc đua. Liệu có cú bứt phá lội ngược dòng nào đến từ vị trí của team Con Vịt và team Bánh Bèo hay không? Chạy đi, tìm manh mối đi, Đây. Rồi. Ok, cẩn thận ngã nha mọi người. Có chừng ghê nha mọi người ơi. Anh ẵm em lên đi, Miu ơi. Ẵm lên đi. Đúng rồi. Lên. Hai, xéo vô cây xíu. Vịnh, tôi giúp đi, Siro. Đó, đứng lên luôn. Ok. Đây luôn.
2. Rồi, nhanh. Rồi, nhanh xuống. Rồi. Đây tôi đỡ, tôi đỡ. Ok. Xuống. Ok. Đi rồi, tiếp đi. Đâu vậy? Kia. Ủa sao mà bạn chơi khó vậy? Anh lấy gậy anh khều đi. Xong chưa? Ê, mang cái cây của anh. Không, em đang đứng ở chỗ nó thấp hơn. Không được. Phải là bên kia. Đâu rồi? Đưa mượn cái cây nữa đi, gió. Mượn cây đó. Đây, thấy rồi. Được rồi, ok. Cứ xuống ấy, thả xuống đi. Em ơi, sao khổ thân á? Học bóng rồi. Chờ mày quay anh. Mày chờ cái gì mà chờ, đi. Tranh thủ đi em, mọi người ơi. Chạy bỏ đi em, bỏ đi. Nhanh xong rồi bỏ lại mình bối, chết à? Chào mừng các bạn, các chiến binh của đội tím. Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách nhanh nhất để đến với chặng 3 này. Và không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ vào ngay thể lệ của chặng 3 này. Ở chặng 3 này, các bạn sẽ được phát cho mình những chiếc lưỡi thần kỳ. Và với những chiếc lưỡi này, 5 thành viên khi nhận được hiệu lệnh của ban tổ chức, các bạn sẽ ngay lập tức tiến đến tất cả các bóng bay ở đây có màu của các bạn. Và mỗi bạn sẽ phải làm vỡ 5 quả bóng bay. Với những quả bóng bay khó khăn thì các bạn có thể hợp lực với nhau để giúp đồng đội của mình. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi. Let's go. Nào đội vàng tập trung, chúng ta sẽ nghe phổ biến về luật chơi. Đồ xanh đây. Đúng màu. Mình cảm thấy thử thách bong bóng hơi khó khăn ở chỗ là cái kim của mình nó hơi không được nhọn. Nhưng mà mình vẫn chọn được 7 quả bóng. Nói chung thử thách thứ hai vẫn hơi easy. Em thất bại ở cái game chọc bóng ấy. Bởi vì là em sợ bóng lổ mặt. Ủa em thấy Đức Móng với Bác Hồ thổi quả nào bay quả đấy mà. Em chả chọc được quả nào luôn má. Em quay ra thấy mọi người chọc được hết luôn. Không tới. Chưa. Vô nha. Nhà 1, 2, 3. Xong rồi. Đội đầu tiên ngoài này của chúng ta, đó là đội màu tím. Và cái bèo họ sẽ nhận được thêm một mảnh ghép. Thì bọn em mới dùng những cái kỹ năng tuyệt chiêu cuối cùng của bọn em ra. Game là dễ. Xong. Hai mảnh ghép kia. Đi luôn. Đây. Xong chưa, xong rồi, quá chưa? Báo đi. Bạn đã xanh xong rồi. Như vậy là các bạn đã vượt qua rồi. Okay, các bạn tập trung đi nhanh lên. Go. Sau chặng 3, thứ hạng của ba team vẫn không có gì thay đổi. Team Tạp Xiếc vẫn đang dẫn đầu. Liệu chặng thử thách thứ 4 có cản bước được họ? Chào mừng đội team đã đến với chặng thử thách thứ 4 tại vòng chung kết đảo sinh tồn có tên gọi là vận chuyển linh vật. Và ở vòng thử thách này thì tất cả 5 thành viên của chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện trong vòng 5 phút. Các bạn sẽ phải vận chuyển 5 linh vật từ thùng bên này sang thùng bên này. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ có quyền được lựa chọn thùng cho từng thành viên. Các bạn có quyền hội ý ngay bây giờ trước khi tôi sẽ công bố thùng ở bên trong là con gì. Cái thùng thứ tư là con ếch. Nó biết, nó nhảy đùng đùng. Con ếch. Đừng nói chân con chụp ếch, ai dám mà, ai dám bắt ếch. Em chơi con nào cũng được. Vượt qua đi. Không sợ hết. Vượt qua đi. Ếch thì bỏ ra thùng thứ tư. Bật mí thêm một thông tin đó là trong 5 thùng này sẽ có một thùng đặc biệt là có một con linh vật cực kỳ nguy hiểm. Và với thùng này các bạn chỉ cần vận chuyển một lượt duy nhất. 4 thùng còn lại, mỗi thùng sẽ phải vận chuyển 5 lượt, mỗi lần một con. Và bây giờ các bạn đã thảo luận xong rồi, xin mời các bạn vào vị trí ạ. Xin được mời Siro. Con rắn. Được không? Được. Mời Tiền Xu. Con gì ạ? Ghê hơn hai con kia nhiều. Con này con gì vậy ta? Con lương đúng không? À con lương được. Con lương sao? Ngô Đình Nam đứng yên đây. Chưa được, chưa, khoan. Mình xin được mời thùng số 5 ạ. Trời ơi. Gì hả? Gì hả? Con gì em nói đi. Con gián. Một thùng gián luôn. Trời ơi, mẹ ơi. Mình sợ những cái loại gắn độc, gắn to thôi. Chứ còn lại thì gián hay là các con côn trùng khác thì mình không có sợ.
Chúng ta sẽ đến với việc khám phá xem bên trong thùng có gì ở vị trí của Ruby. Rất nguy hiểm nha. Ghê không? Ghê không? Con gì vậy? Con ếch. Mình không ngờ là chương trình lại cho mình gặp một cái thứ mà mình mà 17 năm nay, là năm nay mình 19 tuổi, 17 năm nay là mình đã không muốn nhìn thấy mặt nó. Không bao giờ muốn nhìn thấy mặt nó dù chỉ một lần. Mà hôm nay chương trình, cảm ơn chương trình rất là nhiều đã gợi lại cái nỗi sợ của em. Chưa ghê đâu, chưa ghê bằng thùng của Ngô Đình Nam đâu. Rồi rồi. Mèo báo rồi. Em xin lỗi anh. Bạn không được mở. Bạn là cái con chùm cuối. Em xin lỗi một anh. Một lượt duy nhất thôi. Nhắm mắt nhắm mũi làm. Đi. 1, 2, 1, 2, 1, 2 lên à. 1, 2, 1, 2 lên. Cố lên mọi người ơi. Ok, đây thêm một manh mối nữa nha. Đi. Mà sao cái manh mối của mình lúc nào nó cành nằm trên cao vậy? Tệt. Ai đuổi trong cái đội xanh toàn ở dưới không à. Toàn ở dưới không à. Rồi ok. Đi. Là mình là được đi thi nhì á. Đội vàng đủ. Tím đủ, xanh đủ. Bây giờ mình rảnh bóc cái này xem đi. Từ từ em lấy hết, đỡ hết trên đây luôn đi mình. Vậy thôi chứ đâu. Sữa. Ê, mà thêm mình. À, miêu tả ai à? Team con vịt và team bánh bèo cũng đã có mặt tại chặng thử thách số 4. Họ sẽ phải chờ team dạp xiếc thực hiện thử thách trước. Nếu trong 5 phút mà team dạp xiếc không hoàn thành thử thách, lượt chơi sẽ thuộc về team khác. Đội tiến sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, bắt đầu! 5 phút bắt đầu ạ? À. Nói chung là mình cũng có khá là nhiều sự sợ hãi, ví dụ như côn trùng gì đó. Nhưng mà mình chắc chắn sẽ cố gắng thử thách bản thân để thoát ra khỏi vùng an toàn. Tiền Xu đã rất xuất sắc đem về con thứ hai rồi. Cảm giác khi mà mình sờ vào con gián thì nó mềm mềm. Mấy cái chân của nó cứ ngoe 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 á. Nó khá là ghê. Cố lên mọi người ơi. Dạ. Lấy tay bắt mới được cơ. Tiền Xu rất xuất sắc ạ. Chị cố lên ơi. Tiền Xu không sợ gì cả. Ruby ơi, em chưa được con nào hết. Ruby ơi. Em bị ám ảnh con thỏ. Em siêu ám ảnh con thỏ rồi. Không, nhưng mà con thỏ cái mắt nó đỏ lừ nhìn ghê lắm. Thiệt. Cho cố lên Ruby ơi. Yeah. À, mọi người ơi, Ruby xin lỗi mọi người. Mọi người ơi, cổ vũ tinh thần cho Ruby đi ạ. Sắp hết giờ rồi em, nhanh lên em. Đừng để nỗi sợ của mình làm mà Ruby ảnh hưởng. Kéo cái này xuống. Ruby ơi, cố lên em. Trời xui đất khiến sao dính ngay cái thùng mà. Ruby sợ nhất mọi người ơi. Ruby ơi, cố lên em ơi. Thua cả team á. Các bạn đã xong hết rồi. Mày bắt được một con là mày sẽ bắt được con tiếp thứ hai. Em xong rồi. Nếu bắt con ếch thì nên bắt từ bộ phận nào các bạn? Hỗ trợ Ruby nè. Chụp cái đầu. Em cảm thấy là siêu sợ luôn rồi. Tại vì hồi xưa là kiểu em ở nhà kiểu nhà đất ấy, nhà chòi ấy. Tại em đang nằm ngủ thì có một con ếch chui vào miệng em. Đó là em bị ngạt thở luôn rồi, là em không thở được rồi. Mai mà kiểu bác sĩ tới cứu kịp ấy. Là từ đó em ám ảnh tới giờ. Bạn sợ nó không cắn, nó không làm gì đâu. Cố lên. Nhắm mắt lại, không bị sao đâu. Nhắm mắt lại. 10 9 8 7 Vậy là chắc chắn sẽ không kịp rồi. Ba, hai, một. Rất tiếc, đội tím phải nhường lượt chơi này cho đội tiếp theo ạ. Không sao, không sao, không sao. Nhơn. Đó, ngồi chờ. Nhơn à? Anh, khó không? Ủa, sao khóc vậy em luôn? Sao người mình bị Ruby mà sợ? Ủa. Hình như cái Ruby vừa làm sai gì, nó mặt này béo vậy á. Lúc đó thì mình thấy đội tím đi ra thì Ruby khá là hoang mang và mọi người cứ đi take care cho Ruby. Thế mình cũng hoang mang lắm, không biết là ở phía trên có con gì, nhưng mà lúc đó trong đầu mình nghĩ là sẽ là một trò chơi bốc những con vật gì đó. Nó có nguy hiểm không ạ? Tất nhiên là có rồi. Dạ. Tất nhiên rồi. Đúng rồi. Rất ghê nha, mỗi lượt chỉ một con gì anh? Thôi. Sợ quá. Con gì anh? Mỗi lượt chỉ được một con một là con tất cả trong đấy là 5 con hả? Ui, con này nấu cháo ngon lắm nè. Thế hình như con với em hơi căng rồi. Ba game ăn bóc trúng chùm dạ. Cuối rồi mọi người ơi. Con gì vậy? Em không biết, em sợ quá. Em không được xem luôn. 5 vốn cho đội vàng, bắt đầu. Bắt nó luôn. Ui ôi. Bắt mọi người. Mình sinh ra ở vùng nông thôn, bản thân của mình không phải là một chàng công tử bột. Vậy nên rằng là những cái thử thách, bất kể cái thử thách nào mà xuất hiện ở trong cái cuộc thi này,
thì nó chỉ là những cái trải nghiệm mà mình đã từng bước qua thôi. Mình chỉ lo lắng cho đồng đội của mình thôi. Cũng phải chùm cuối rồi. Em đừng phải mạnh sợ mẽ lên. Khó quá ơi. Không, em tin mà nó vừa bò làm sao em sợ. Đây 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 đây. Đã diệt được chùm cuối rồi. Ôi trời ơi. Bên này nè ơi. Hồi như bên xong rồi. Có sao nhiều người ta. Chị chia xe mặc dù bóc trúng được con rắn nhưng mà chị ấy vẫn rất tự tin. Làm rất nhanh. Gọi là nhanh nhất tem luôn. Rất đỉnh. Sao nhiều người ta, cái thùng này nhiều người ta. Xong nha, xong nha, xong nha. Đội bạn thân mến, như vậy là các bạn đã hoàn thành thử thách vào chuyển lĩnh vực chỉ nhau. Đúng là thế. Và đây là mảnh ghép của đội ở thử thách thứ tư. Chúc các bạn may mắn ở hành trình tiếp theo. Thất bại của team Dạp Xiếc đã đem đến cơ hội cho team Con Vịt bứt phá vươn lên dẫn đầu. Và bây giờ sẽ là lượt chơi của team Bánh Bèo. Nếu team Bánh Bèo thành công vượt qua thử thách thì team Dạp Xiếc sẽ bị tụt xuống hạng 3. Bây giờ chúng ta sẽ xem thùng của Hà Thảo Linh có gì trước nha. Mời Hà Thảo Linh tiến lại gần thùng ạ. Đừng có sợ cho em nha. Nhìn lên bình thường đấy. Con số gì ra? À, rồi em con gì, con gì? Cóc. Cóc à? À. Ui mày đó. Thùng này. Yes. Mày, ý ra mình là cái con đấy. Rồi, anh có rồi. Sợ mấy cậu? Không. Ghê chưa? Ghê cái gì mà sợ. Ghê? À, con này là con gì đấy? Khỏi nữa. Tốt nhất là không cần biết con gì em. Riêng Mành Mành sẽ không biết được trong thùng này có gì vì Mành Mành chọn đúng thùng đặc biệt. Chùm cuối. Đồ sáng sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Cô này trơn nè, trơn nó khó. Mành ơi, con em là con gì? Em nhìn vào đi Mành. Bắt gấu một con. Wow. Bắt đây mọi người, không sao hết trơn á. Thì như các bạn đã coi cái cuộc thanh trần số 3, cuộc thanh trần cuối cùng. Đó là mình đã nói với MyGaming và kể cả Học Bởm và kể cả Mành Mành. Đó là ba em hãy loại Hà Thảo Linh. Tại vì mình chỉ đánh giá là Hà Thảo Linh là một bạn gái là yếu đuối này kia. Không thể nào mà thích hợp với những cái trò mà gọi là tích cực như thế này. Sau khi mà đã ở chung team với Hà Thảo Linh rồi và trải nghiệm cái trận chung kết rồi. Thực sự là mình nghĩ là đó là một sai lầm của bản thân mình. Mấy con rồi, con cuối cùng đúng không? Các bạn biết cái cảm giác mà một người con gái mà họ rất là sợ con ếch, mà con ếch này nó bự các bạn. Ráng bóp mà xịt. nhưng mà cuối cùng là Hà Thảo Linh đã vượt qua được thử thách đó. Tôi thấy rất là tuyệt vời luôn các bạn. Yeah. Như vậy, team Bánh Bèo đã vươn lên vị trí số 2, bám đuổi team Con Vịt. À, Hà Thảo Linh giỏi quá em ơi. Giỏi. 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 Siêu. Xịt. Mình đang dẫn đầu á, đi nào nhanh lên. Get go, get go, get go. Mình có sợ cái gì không? Không. Lấy luôn đi. Quay. Trời ơi, giống nhện đúng rồi. Team Dạp Xiếc đã hoàn thành thử thách vận chuyển linh vật ở lượt chơi thứ 2 và gia nhập đường đua hướng về chặng 5 của hành trình. Họ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn giành vị trí dẫn đầu. Mình nghĩ là team mình rất may mắn khi được vượt qua được cái thử thách đấy. Tại vì team tím khá là xui khi bạn Ruby bị sợ con S. Thế nên là tới lượt chơi của tụi mình thì tụi mình vượt qua một cách cũng gọi là dễ dàng. Chào mừng team Con Vịt đã đến với thử thách số 5 của đảo Sinh Tồn. Các bạn đã sẵn sàng thực hiện thử thách chưa ạ? Sẵn sàng. Trò chơi số 5 tại đảo Sinh Tồn có tên Ông Hoàng Đạo Lý. Tại thử thách này các bạn sẽ phải hoàn thành 10 mệnh đề. Khi mà các bạn điền đúng 8 trên 10 mệnh đề thì các bạn sẽ hoàn thành thử thách. Đây sẽ là lúc mà các bạn sử dụng những manh mối mà các bạn đã thu thập được trên quãng đường đi từ chặng 1 cho đến đây. Đối với những manh mối nào mà các bạn chưa thu thập được thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng giấy và bút của chúng tôi để điền vào đáp án đúng. Các bạn sẽ có 1 phút để thảo luận và chọn ra một người đại diện tiến lên bảng và hoàn thành thử thách này. Đánh đấm rồi, đánh đấm rồi. Mèo đi tinh tấn tinh anh Ruby Tú Anh Ngọc Án là cái thứ ba, Hồng Bón là cái thứ ba. Lộn cái đánh đâu. Đây đây thảo bón. Hồng Bón nè. Thảo bón. Hồng Bón bị ghét nè. Hồng Bón đồng ghi dưới cùng á. Bị ghét trong tất cả các tập. Đúng rồi bị ghét rồi. Cắt ra cái này số ba. Simi chắc bị loại à? Bắt đối. Mấy đó từ nhà mình là người gánh hết. Từ từ nha. Giật xuống. Em Mèo ơi. Em cầm đi để tôi phụ cái con nữ bé. Đây. Thôi. Rồi. Nè. Kia. Cầm. Bài hát chủ đề của đảo Sinh Tồn là... Cái gì sinh tồn nhỉ? Sao rồi em hát ở đấy mà? Không phải mà con sinh tồn.
sợ Jimin ném dép. Học nhè là ai? Mình thì mình cực kỳ thích mấy cái thể loại liên quan tới giải đố và giải những cái bí mật hay mật mã. Đức Dubai, Đức Dubai. Đức Dubai, Đức Mõm muốn ghi đây thì Đức Dubai. Lấy ra hết đây Đức Mõm học bóng vô phụ phụ mà thằng mò coi. Anh sổng đồ. Anh có xem kỹ tầm mò không? Được, cái này được, cái này. Thôi, để anh, để. Cái này bao nhiêu người giải được vậy? Tấu hai này, cặp đôi tấu hai. Một người giải thôi. Thằng mèo nó ăn cái gì chẳng được mà kêu nó thích ăn gì ta. Mèo ở nhà nó ăn cái gì đó trời. Ăn ra người ăn gì. Chết đi. Bây giờ tôi mời Marketing đọc từng câu trả lời của team mình lên. Mèo đây game rất thích ăn gà rán. Không chính xác. Kỹ năng là 1, may mắn là 10. Không chính xác. Ruby, Tú Anh, Ngọc Án xin đổi lời về học mõm thả bom. Chính xác. Trong số các mệnh đề đấy thì mình cảm thấy ấn tượng nhất đó chính là mệnh đề của anh học mõm đánh đấm bị các chị em phụ nữ phải đi chỗ khác để ngủ. Mạnh mạnh mang đi sinh tồn là miếng nhán cổ, miếng nhán đầu lưng và thú đau đầu. Nhấn đầu. Chính xác. Bài hát chủ đề của đảo sinh tồn có tên là Huyền Thoại Sinh Tồn. Không chính xác. Hiro quỳ xuống xin lỗi vì sợ Simi ném dép. Chính xác. Mấy gấu tự nhận mình là người gánh hết. Không chính xác. Đức Mõm muốn đổi nghệ danh thành Đức Dubai. Không chính xác. Học Mõm bị ghét trong tất cả các tập của đảo sinh tồn. Không chính xác. Trong thử thách loạn chiến, đồng đội bình chọn em vai là người tạ nhất tem. Chính xác. Và sau đây thì đội vàng sẽ có 2 phút để thực hiện lại thử thách của mình. Học 2 phút của các bạn bắt đầu. Trong tất cả các tập đúng rồi. Khóc không nhẹ. Khóc nhẹ này. Hồi nãy em nói đúng mà anh kêu ấy. Coi không sao. Các bạn tự tin bao nhiêu phần trăm với đáp án mà mình đang thể hiện ạ? 1 tỷ phần trăm. 90. Khi mà mình nhìn được cái câu đấy là mình chắc chắn là sẽ không ai trả lời được. Kính mắt của lão gió đã nằm trong lòng hồ chị An. Chính xác. Bất ngờ chưa ông già? AF Mobile cho gần bác gấu ganh tị, ganh tị vì mình nổi hơn. Chính xác. Ngô Đình Nam đòi vào gừng tìm dầu ăn để nấu ăn cho Magamin. Không chính xác. Shigo và Gubi là cặp đôi tấu hài nhất đảo sinh tồn. Không chính xác. Ngô Đình Nam nghĩ rằng AS cực kỳ tham lam. Chính xác. Chính xác chứ. Ba. Chính xác. Tiếp tục tiếp đi em, Shigo, tiếp đi em rồi lấy đi. Shigo không mua giấy cho FVV vì đã có lá chuối. Chính xác. 4. Okay, đảo Linh vừa đi sinh tồn vừa nhớ mẹ. 5. Chính xác. Magamin nhận xét bé gáo chỉ có thể lực mà không trí tuệ. Chính xác. 6. Chi C khen Ngô Đình Nam có khả năng múa quạt cực đỉnh. Chính xác. Không chính xác. Vậy là các bạn đã không thể hoàn thành câu đố trong lượt chơi đầu tiên. Các bạn có 2 phút để thảo luận lại. Hát thử coi cho mọi người hát xem. Show you my fire, fire, show you my power, power give me a bigger shadow when you hit me. Ê, huyền thoại game sinh tồn này, ngọn lửa gần lại bùng cháy. Huyền thoại game sinh tồn. Không phải hai chữ. Ngọn lửa sinh tồn. Ngọn lửa sinh tồn. Ngọn lửa sinh tồn. Ngọn lửa sinh tồn. Có. Có giấy, có giấy. Thôi kệ, biết rồi. Đúng rồi. Đâu? Cố lên. Cơ hội cuối này. Đông. Xong. Sau đây xin mời bạn tiến lên và đọc lại các đáp án một lần nữa. Mèo đê game rất thích ăn thịt gà. Không chính xác. Kỹ năng là 1, chơi dơ là 10. Chính xác. Bài hát chủ đề của đảo sinh tồn có tên là Ngọn lửa sinh tồn. Chính xác. 4. Bái cáo tự nhận mình là người bất tài. Sai. Đức Mõm muốn đổi ngày danh thành Đức Xếp Hình. Chính xác. Học Mõm khóc nhẹ trong tất cả các tập của đảo sinh tồn. Chính xác. Yeah! Vậy là các bạn đã hoàn thành xong thử thách cuối cùng. Chúc các bạn may mắn trên chặng đường tiếp theo. Xin chúc mừng. Yes. Bác gấu là một đội trưởng bất tài. Này. Ai là một người lớn, chỉ một người lớn thôi. Mà vì mình không biết nói tiếng Quảng Ngãi. Đá đít là gì? Đá đá đít là khóc. Đã khóc à? Không có khóc à? Không khóc có gì. Không. Ai hết mọi chuyện tôi thì thua mất một xu nên đã bị Hà Thảo Linh đá đít. À, Hà Thảo Linh đá đít. Đá đít hay bóp cổ? Đá đít thì sao bóp cổ được? Anh đi kiếm ăn hay là anh đi bán độ đấy hả? Hả? Sao bóp cổ được? Sao bóp cổ được? Bóp cổ. Câu cá hả? Đó chứ còn cái câu mà Ngô Đình Nam vào đường đòi á. Đòi múa quạt để nấu ba game minh đó. Đúng rồi. Đòi múa quạt để nấu ba game minh. Đòi tìm Ngô Đình Nam vào rừng tìm dầu ăn. Mọi người coi còn không còn một manh mối nào nữa. Mình qua mình hỏi Ngô Đình Nam, mình hỏi là Ngô Đình Nam đã vào rừng để lấy cái gì để nấu ăn cho ba game minh, mà Ngô Đình Nam bảo là Ngô Đình Nam không biết luôn. Thật sự là mình không, bây giờ mình rất là tức luôn các bạn, không biết luôn á. Cái đầu nó tốn rất nhiều thời gian của mình để cho team AS vượt qua mình gần 12 phút bạn. Ngô Đình Nam ơi, tìm gì để nấu cho Ma Cái Minh vậy? Từ để tao nhớ lại. Mắm thì vô rừng kiếm, chắc sẽ có chai nước mắm nào đó thôi. Chắc sẽ có chai nước mắm nào đó thôi. Ngô Đình Nam đồ vào rừng tìm đồ ăn để nấu cho Ma Minh. Không chính xác. Shigo và Ruby là cặp đôi chơi dơ nhất đảo sinh tồn. Chính xác. Chi C khen rằng Ngô Đình Nam có khả năng giả ngu đỉnh. Không chính xác. Chiến thuật không não là ý tưởng của Tegami. Chính xác. Xin chúc mừng đội sang. Yeah. Cái chiến thuật không não ấy nó chỉ là
nó chỉ là cái câu nói thay cho cái sự hên xui thôi. Mình thì là một người không hay nói nhiều, mà những cái gì mà mình hành động thì mình nghĩ rằng là chắc là các bạn sẽ thấy rõ nhiều hơn. Vậy nên rằng là nếu mà phần thi nào mà thể hiện đòi hỏi sự may mắn ấy, thì lúc đấy chắc là cái chiến thuật không não thì nó sẽ được áp dụng. 700m cuối cùng. 798m. 797m. Thôi giữ hơi đi anh. Có lên là lên đều nè. 7, dốc 7, cao 7, thì đi chậm nha, dốc cao đi chậm nha. Ma đứng đầu thì là hô là còn bao nhiêu mét nữa thôi mọi người ơi, cố lên. Còn anh đứng cuối thì hô 1212, cố lên mọi người ơi, bước tiếp đi. Đấy, thế nên là leo núi một cách rất là hồ hởi, phấn khởi. Tối nay về mà chân không đủ mới lạ luôn á. Không sao đâu em, mấy khi tuổi trẻ đâu. Trời ơi, tí nữa xuống kiểu gì ta. Tí xuống hình như có người đưa xuống. Ôi, dốc ghê luôn á. Tầm này chậm là được. Tầm này là đi bằng ý chí đi. Bắt gấu là một đội trưởng bắt tài. Chính xác. Mai gặp mình không biết nói tiếng Quảng Ngãi. Chính xác. Bắt gấu khuyên ếch mới lấy vợ nên ở nhà. Chính xác. 3. Học mỏm đã cố nhịn nhưng vẫn thả bơm trong lều. Chính xác. 4. Nụ cười trên môi nhưng xương khớp của mình mạnh chưa bao giờ ổn. Chính xác. 5. Tiền xu đã bật khóc trước mặt mọi người khi bị lỗi. Không chính xác. Ở tầm 1, bắt gấu đi xin đội khác nhưng không được xu nào, được cái nịch. Không chính xác. Được cái nịch. Không chính xác. Lão gió bị ếch lấy mất một xu. Chính xác. Lão ếch chơi quánh tù tì thua mất một xu nên bị Hà Thảo Linh đá đít. Không chính xác. Các bạn sẽ có thêm cơ hội nữa để thực hiện lại thử thách của mình. Em không còn một thế lực nào á, em nên đi vào ý chí á. Thôi đều. Thôi em. Mệt quá. Hà Thảo Linh nghĩ mệt đi em. Xíu ạ. Ngồi xuống nghĩ mệt đi em. Trong cái khoảnh khắc mà còn 700m cuối cùng thì mới về đích, thì lúc đấy bạn Linh và bạn Mảnh rất là đuối rồi. Mình đã quyết định ở lại kéo hai bạn lên. Bây giờ mình đặt ra mục tiêu đi, cứ đi 30 bước chân là mình nghĩ chắc mới được 200m quá. Mệt quá. Cố lên mọi người. Đi đi. Cứ đi đi. Ăn theo kịp mà. Đã đít là không chính xác đúng không? Bóc cổ, bóc cổ, bóc cổ. Mình chỉ cần đúng một trong hai cái này là dạ, đi được rồi. Dạ, dạ, lên xương khớp qua. Dạ, dạ, lên chỗ xương khớp. Xương khớp đúng, xương khớp đúng. À đúng rồi. Mình đúng, à, đúng cái này là đi được, mình đúng hai con này là đi được. Cái này là nhưng được cho đá đít hả? Ở tầm 1, bác gấu đi xin các đội khác xu nhưng chỉ được cho đá đít. Không chính xác. A ếch chơi quảnh tù tì thua mất một xu nên bị Thảo Linh bóc cổ. Chính xác. Đức mỏm tự tin với khả năng sinh tồn, xếp hình cực nhanh. Chính xác. Chúc mừng đội tím đã hoàn thành xong thử thách của mình. Sau đây mình sẽ cho các bạn mảnh ghép để các bạn hoàn thành nốt chặng đường cuối cùng. Chúc các bạn may mắn. Nhắc nhở MC đi nha mọi người ơi. Cả ba team đã hoàn thành 5 chặng thử thách để bước vào cuộc đua nước rút lên đỉnh núi thiêng 700m cuối cùng này, dường như mới là thử thách khó khăn nhất trên hành trình chinh phục kho báu. Liệu đội nào sẽ về đích đầu tiên? Cố lên, vượt qua giới hạn đã. Cố lên để chiến bằng thường được đó sẽ. Cố lên mọi người ơi. Đã vượt sóng ta căng buồn nơi đại dương để làm mây thoải mái, mặc kệ tất cả thì ta vẫn bước qua. Cùng với lưu vất vả có thể cầm bước ta. Nhìn ngay ta bước ra như một anh chiến rồi. Giờ quá giới hạn tôi. Mình đây anh. Sắp tới rồi, cố lên nào. Đi anh, tôi đi trước đi đâu ơi, em đi trước rồi. Đúng vào. Không được bỏ cuộc. Tôi tới rồi. Rồi sát nước rồi nè. Tới rồi, lên nè. Lên! 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 Lên tới nơi rồi! Lên! 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 Đó là mình với anh Rô có nghe một anh nào đó bảo là chỉ cần một người chạy mà kiểu bứt tốc lên là có thể lấy được cờ là đội đó sẽ thắng. Nên là em đã quyết định là sẽ tự bản thân em bứt tốc thiệt là nhanh để lên đây là lấy cờ. Có vẻ như Ruby đã hiểu nhầm về cách tính đội về đích của chương trình. Tôi xin được phép nhắc lại là 5 thành viên sẽ phải luôn đi cùng nhau để chính thức chinh phục được kho báu 1,5 triệu kim cương. Lên tới đó mà chả nhận được cái gì ấy. Mình cảm thấy rất là tủi thân.
trước mặt thôi. Trước mặt thôi, cố lên. Cố lên, cố lên. Rồi. 1, 2, bước đều, thở đều. Không, cái gì đâu có lỗi trời. Lần này mình cảm thấy là có lỗi ấy. Dù mình đã cố gắng hết sức rồi, cuối cùng mình để đội từ hạng đầu tiên cho tới hạng cuối cùng luôn. Chỉ vì một cái nỗi sợ mà mình lại không vượt qua được thì mình cảm thấy rất là buồn. Không sao cả. Mình lại cảm thấy thương đứa em mình nhiều hơn là Ruby. Tại vì nó chịu nhiều quá, nhiều cái mà cực á. Ru rất là cố gắng ở trong những cái đoạn đường từ tập 1 đến tập 2, tập 3. Và có lẽ là đây là lần đầu tiên của Ru luôn. Lần đầu mà Ru phải đi để vươn như thế này luôn. Nên là mình khá là thương đứa em của mình. Đi mọi người vui, mọi người vui, ok. Mọi người vui. Bây giờ hồi nãy mà mình vượt qua lúc đầu mà đi lên mèo đi. Nó đi không nổi thì đội khác nữa họ cũng vượt mình à, không sao. Nín đi Nam, hát cho nghe một bài. Hát đi. Mày hát đi nó hết khóc liền. Nín nữa. Đi. Ban đầu bọn mình xác định là chơi là đoàn kết. Không sao, mình là một team mà giải thưởng quan trọng thì chơi. Lâu nè. Không nên ăn đấm nè, không nên ăn đấm nè, không nên ăn đấm nè. Tất cả mấy con khác tao phải bóp tay vô á, có ít không nha. Có ít không dám. Rồi, nín chưa? Con trai không có khóc, ok. Không sao. Cái cảm xúc của mình khi mà mình đặt chân được lên tới cái đỉnh núi đó thực sự là một cảm xúc khó tả lắm. Nó giống như là mình đã chặng đường mình rất là dài và đây là thành công của mình á. Nhưng mà lúc đó thì mình dừng chân lại một nhịp. Mình nhìn lại ở phía sau, mình xem những đội khác họ đã đi tới đâu rồi. Và lúc đó mình mong lắm, mong những đội khác họ cùng tới địa điểm đó và cùng ăn mừng chiến thắng này. 1, 2, 3. Team con vịt chơi là vô địch, yeah! Đặc biệt là có ma, ma ở đây, ma lên trước rất là nhanh. Và bọn em phải nhìn theo cái người dẫn đường và sau đó là đi theo ma rất nhanh. Mình cảm thấy mình khá may mắn vì được ở trong những môi trường có những người đồng đội hay là những người bạn giúp mình phát triển tốt hơn. Và những chiếc vô địch thì mình cảm thấy cũng nhờ đồng đội nhiều hơn là phần mình. Ban đầu mình thấy Ma Gaming là một công tử nhà giàu và chả biết làm cái gì. Và sau khi thấy em với nhau lên đỉnh núi trước cả tất cả mọi người trong team vàng luôn, mình cảm thấy khâm phục. Nói chung là mình có một lời xin lỗi gửi đến Ma Gaming. Mình muốn hỏi thêm về Hào Thảo Linh và Học Mỏm. Hai bạn sau hành trình ngày hôm nay, hai bạn thương yêu nhau hơn chưa? Thực ra thì anh Học, anh ấy vẫn luôn nói những cái điều rất là tốt về anh ấy. Và bây giờ anh ấy muốn là một đồng đội tốt thì mình cũng mong là anh ấy nói được làm được. Không biết là nếu chung kết về sau mình mà chung team với cả Học Mỏm thì mình không biết là mình sẽ cứu anh ấy kiểu gì. Em là người công tư phân minh anh Học Mỏm kỳ này gánh em, và em công nhận điều đó. Bạn Linh nói chung là trong chung kết này thì bạn Linh khá là mình thấy gọi là có cái năng khiếu về mới cái bộ môn là phải dùng đồ trí tuệ là nhiều. Mình thấy cái thử thách mà khó khăn nhất đó chính là leo núi. Hà Tiểu Linh ở trước dù rất là mệt nhưng mà vẫn cố gắng vượt lên đỉnh núi để hoàn thành cái thử thách vừa rồi. Nhưng mà lần nào anh ấy phế thì em vẫn phải nói anh ấy. Vé cố thực sự là tâm lý cũng không được ổn định cho lắm. Bởi vì hôm nay là ngày anh mình mất mà mình ở đây. Thật sự đó, mình rất vinh. Thật sự là mình rất quý tất cả các bạn ở đây. Cho nên là hôm nay mình mới có mặt là ngày hôm nay để đi cùng các bạn lên đến Liên Bi Anh. Chứ hôm nay là ngày mình đưa ảnh mình ra nghĩa trang. Hôm qua thì trước khi đi thì mình đã thắp nhang cho anh mình. Mình nói là em không vì một số bị cá nhân em không thể nào mà đưa anh đi đến cuối cuộc đời được. Nên là mình cũng ở đây tâm trạng mình không tốt. Cho nên là mình thể hiện nó cũng không được tốt.
không có muốn mang cái câu chuyện cá nhân của mình lên trên mạng xã hội. Nhưng mà có thể đây là một cái kỷ niệm mà gọi là kỷ niệm cuộc đời. Sau này chúng ta về già, chúng ta còn có cái kể với con, với cháu. Mà trong đời mình kể cả đi bộ đội, mình chưa bao giờ có một cái cảm xúc mà tuyệt vời như thế này cả. Mình cảm ơn chương trình và cảm ơn nhà phát hành game Granada Refi Việt Nam rất là nhiều. Câu chuyện này thì AS cũng giấu cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà bây giờ AS cũng sẽ chia sẻ thật với mọi người. Cách đây khoảng tầm gần 4 năm trước, AS thua cuộc trong đại chiến quân đoàn. Thì ở top 10, thì lúc đó AS có đi ngang qua Bác Gấu. Thì Bác Gấu lúc đó đang live stream. Bác Gấu kêu là ui idol. Thì mình bên đây mình cũng gật một xíu, nhưng mà có vẻ Bác Gấu không thấy. Nhưng mà những người đi cùng với AS đều thấy. Đó là cái chia sẻ muốn cho Bác Gấu biết. Nó chắc có vẻ là tầm xa nên là Bác Gấu không thấy. Và kể từ lúc đó thì sẽ có xảy ra những cái xích mích ở trên mạng. Và sau từ đợt đó AS không bao giờ nhắc đến, vì AS rất buồn và không muốn nói gì hết. Cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều, cũng đã kết nối được những cái buổi như thế này để mà chúng ta có thể ngồi lại đây, chúng ta có thể nói được nỗi cái nỗi lòng của mình. Có thể là trước đây chúng ta là đối thủ của nhau, nhưng đến khi mà chúng ta đặt cái chân lên cái đỉnh đó thì chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó hầu như nó không còn quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã có những cái cuộc hành trình cùng nhau, cố gắng bên nhau. Không có ai thua cả, nhưng tất cả các đội đều thắng vì họ đã đến được đích. Phần trao giải của chúng ta sẽ có một nội dung rất đặc biệt, đó chính là phần vinh danh những cá nhân nổi trội trong suốt hành trình trên đảo sinh tồn. Hạng mục đầu tiên chính là chiến thần trí tuệ. Theo các bạn thì ai sẽ nhận được giải thưởng? Lão Gió. Em. Từ để em đoán thôi. Em hả? Lão Gió. Xin chúc mừng Lão Gió ạ. Tụi em chơi chiến thuật là bắt cặp với nhau để anh Gió một mình. Ừ, anh Gió không minh nhất team. Thì ba team không chia đúng không? Thì không còn chia team chia đúng không? Thì team chia thì chỉ có một team ăn thôi. Thành viên bên mình là có bộ máy trí óc, đó chính là Lão Gió. Học móm không nhè trong tất cả các tập đẳng tuần. Không nhè. Và xin được trân trọng kính mời ông Hoàng PK, đại diện của Garena Free Fire Việt Nam, sẽ lên trao giải chiến thần trí tuệ cho Lão Gió. Wow, ngầu quá. Wow. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hạng mục thứ hai, ngôi sao may mắn. Theo các bạn đó là ai? Học móm. Học móm. Học móm chắc luôn. Học móm chắc luôn. Ngôi sao may mắn. Ngôi sao may mắn hả? Hạng mục ngôi sao may mắn đã thuộc về Melody. Lại một lần nữa là đông mông ra đông. Ồ, lại đông đông đó, may mắn lại từ Đức. Lại là Đức mông. Từ anh Mèo lấy một cái móng ngôi sao. Ok, ok. Nói chung là cá tim. Ok. Hạng mục tiếp theo rất hấp dẫn à. Nam Vương đảo sinh tồn. Bắt gấu. Tí game lên. Ngô Đình Nam. Giải nào Ngô Đình Nam cũng nhận hết mọi người. Ai nói Ngô Đình Nam đẹp trai? Em. Đẹp trai thật. Bắt gấu đứng lên đi, Nam Vương mà. Ngô Đình Nam thân mến. Em ngồi xuống đi. Chúc mừng Tea Gaming ạ. Hạng mục tiếp theo, người yêu hòa bình. Em. Em luôn hả? Sao vậy? Sao em xứng đáng với giải thưởng này? Chắc chắn là tình huống bắt con thỏ rồi. Bắt con thỏ thì giải thưởng nó thuộc về em, thật sự là như vậy. Ừ, chúc mừng em. Chúc mừng Ngô Đình Nam. Thật à? Với giải người yêu hòa bình. Bọn em tiếp cận đầu tiên, xong rồi Nam thấy bảo thôi lấy hai con thôi, nhường lại một con cho các đội sau. Thì mà mong là đến hết cuộc thi này thì cái tình cảm vẫn như thế này nhá. Các bạn phải thấy là nãy giờ các bạn thắng bọn tôi cũng vui mà đúng không? Bọn tôi đâu có thái độ buồn bã gì đâu mà. Nice. Và giải thưởng cuối cùng chúng ta sẽ đến với một hạng mục có tên nghe rất ghêu. Cặp đôi hoàn hảo. Bác Gấu với AS rồi. Bác Gấu với AS. Không, làm gì có cặp bác đôi hoàn hảo cũng thì chỉ có một người nhận thôi. Đâu, Bác Gấu với AS. Mà biết đâu lại cặp song mõm hay sao? Song mõm cũng hay nha.
Đây bé sẽ tiết lộ một cái tên trong cặp đôi này trước nhé. Và mọi người đoán người còn lại được không ạ? Tên mà mang mình Ruby rồi. Ruby. Siro. Ruby hả? Siro. Lúc nào cũng ngồi gần rất là đáng yêu đúng không ạ? Mời anh Hoàng PK sẽ trao giải cho cặp đôi hoàn hảo ạ. Chúc mừng cặp đôi hoàn hảo. Và các đội thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thời khắc quan trọng nhất của đảo sinh tồn, trao những giải thưởng chính của chương trình. Đầu tiên là giải ba, xin được chúc mừng đội tím. Các đội thân mến, giải ba của chúng ta sẽ nhận được một phần thưởng là 30 triệu đồng tiền mặt và huy chương đồng. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời chị Trần Thị Phương Thảo, đại diện của Garena Free Fire Việt Nam, sẽ lên trao giải ba cho đội màu tím của chúng ta. Các chị đại diện xinh nhảy. Đại diện Garena Free Fire Việt Nam xinh thế nhở. Chúng ta hãy cùng dài màu chào pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng đội màu tím với giải ba. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trao giải nhì. Xin được chúc mừng team xanh dương. Phần thưởng của chúng ta là huy chương bạc kèm theo hiện kim trị giá 50 triệu đồng. Mời chào pháo tay để chúc mừng đội xanh dương với giải nhì đảo sinh tồn và phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng cho quán quân đảo sinh tồn, đội Phao Vàng. Giải nhất sẽ nhận được huy chương vàng chắc chắn rồi. Và phần thưởng hiện kim trị giá 100 triệu đồng. Một lần nữa sẽ được chúc mừng đội vàng giải nhất của đảo sinh tồn với phần thưởng trị giá 100 triệu đồng một lần nữa. Các bạn ơi, chúng ta đến với đảo sinh tồn và mang theo tinh thần gì ạ? Chiến thật chất. Còn gì nữa không nào? Sống dài thành huyền thoại. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng bữa tiệc nào. Một, hai, ba, vô. Subscribe là biết.